hai đứa nữa thôi, cái ghế bên trái rồi. Mở mặt nạ ra hai bạn ơi. Mình ngồi vào vị trí rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu lớn to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời em trai giới thiệu trước. Chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Phú Tuấn Hòa. Sinh ngày 20 tháng 11 1988. Đúng rồi. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm kỹ thuật viên của điện tử. Rồi, mình đang sống với ai? Em đang hiện tại đang sống ở nhà với cháu. Ba mẹ ở đâu? Ba mất lâu rồi, mẹ ở chung cư. Mẹ ở chung cư mà mình không ở chung với mẹ. Đúng mình rồi. Ở với cháu. Đúng rồi. Mấy anh chị em? Một chị một anh. Là có gia đình hết rồi, còn mình dạ, mình thôi phải không? Rồi. Còn mình em thôi. Quê em là ở đâu? Em là gốc Huế nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Bình Thạnh. Đó là thông tin của bạn trai ha, giờ tới phiên mình. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào bạn trai đối diện và chào toàn bộ ekip ạ. Dạ, em tên là Lương Hải Vi ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em hiện em sinh ra và lớn lên ở thành phố luôn ạ. Rồi, nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà có 4 chị em gái ạ. Rồi, lấy chồng hết chưa? Dạ chưa. Em là thứ mấy? Dạ em thứ ba, có một người chị cả nữa. Có người chị cả mà dạ, chị hai đứa em nữa. Chị chưa lấy chồng dạ, luôn. Dạ đúng. 4 chị em gái. Trời dạ. Ơi, 4 trái bom nổ chậm. Dạ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên siêu thị ngành hàng. Ngành hàng rau quả chị. Nhưng mà em sẽ làm theo ca cố định là buổi chiều. Wow, vậy là đi dạ. Chơi rồi. Ví dụ giờ có bộ đi chơi, bạn trai đi giờ nào nè? Dạ ngày ốp. À, một tháng được ốp mấy ngày? Dạ 4 ngày. Vậy cũng được, coi như tuần bình quân cũng có được ngày đi chơi. Dạ. Còn em, giờ giấc làm việc em sao? Em là làm giờ hành chánh, nghỉ cuối tuần, chủ nhật. Còn nếu như mà bạn gái bên kia mà muốn em nghỉ thứ ba thì em phải thu xếp nghỉ thứ ba. Muốn em nghỉ ngày nào thì em sẽ nghỉ ngày đó. Nhưng mà bù lại là công việc của em là không tính vào tính ca, mà công việc em tính là tính việc. Lương là theo năng lực. Lương là theo năng lực, mà hiện tại lương đủ sống không? Năng lực có ổn định không? Ổn chị. Rồi bữa nay sao? Hồi ơi, đem bánh mì theo chi vậy? Bánh dạ. Món bánh mì đó ý nghĩa gì? Dạ, bánh mì này là gắn bó với cuộc sống em hàng ngày á chị. Nè, gia đình em buôn bán nhỏ lẻ kinh doanh bánh mì á chị. Bề ngoài nó thêm tuy nó khô khan nhưng mà ở trong nó là ấm áp. Rồi một chút xíu nữa thì mở cửa trái tim, em sẽ tặng quà này cho người bạn trai của mình dạ. Nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì quà? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn, nhiệt tình với công việc. Nhiệt tình. Vui vẻ. Vui vẻ. Còn điểm yếu của em á là nhậu vô hơi lầy. Em ít nhậu lắm, trung bình một tuần nhậu lần vào thứ bảy cuối tuần. Đó là nhậu. Chỉ được nghỉ. Rồi, thôi cũng được, còn thanh niên mà. Nhưng mà lúc lầy là làm gì, sao gọi là lầy? Như em đang ở nhà đi, em nhắn tin là dạ anh muốn gặp em, anh đang đứng trước nhà em nè. Vậy đâu có gì đâu lầy, cái gì đâu lầy. Lầy mà mình nhậu mà mình la hét phá phách hay gì đó. Em phải giữ sĩ diện của em nè. Giữ sĩ diện, biết giữ sĩ diện là chưa có lầy. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, giống như là cái suy nghĩ của em không có gọi là vô tư á chị. Em là tính em cũng hay tiết kiệm đó chị, tính em cũng thuộc tiếp người gia đình đó chị, cũng biết quan tâm tới gia đình. Dạ, khuyết điểm của em là khá thẳng thắn và nóng tính, em cũng nhút nhát, không có quyết đoán và em cũng hay quên mù đường đó chị. Về tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng không có tình trường nhiều, cũng không có mối tình nào sâu đậm á chị. Toàn là yêu đơn phương không à. Thích người đó nhưng mà người đó cũng ly dị vợ đó. Mẹ em không cho tiến tới. Yêu đơn phương dạng như là, tại vì lúc mà em làm cho siêu thị em có thích một cái anh quản lý đó. Nhưng mà ảnh làm được có mấy tháng rồi. Mà anh có biết mình thích ảnh không? Dạ, anh cũng biết rồi. Mà anh né hả? Hay là anh có bạn gái dạ, rồi? Anh có bạn gái rồi, nhưng mà anh lúc đó anh cũng em cũng nhắn tin quan tâm, anh cũng nhận nữa chị. Trời, rồi bao lâu mới hết cái mối tình đó? Dạ, tại vì anh làm quản lý của em cũng được mấy tháng, 3-4 tháng rồi. Rồi anh nghỉ rồi, cũng từ đó là em cũng không dám nhắn tin với anh. Tại vì em thấy cũng kỳ, anh cũng có bồ rồi. Nó không nên nhắn tin với anh nữa. Dạ. Rồi còn cái mối mà gia đình không chịu là sao nữa? Cái mối dạ, là vợ đó quen được bao lâu? Dạ, là em có quen cái ông đó là người Trung Quốc. Thì em cũng một thời gian cũng nói chuyện, rồi ổng cũng rủ em đi xem phim. Nhưng mà sau lần xem phim cái ổng tỏ tình với em. Cái em thấy ồ sao nhanh quá, mới có coi phim mình tỏ tình rồi kỳ quá. Xong rồi lúc đó em cũng có chuyện gì tâm sự là em cũng nói với mẹ em hết. Rồi nói mẹ em, rồi mẹ em chửi em. Mẹ em nói mày là còn con gái mà không nên quen đàn ông đã có vợ ly dị vợ rồi. Nên em cũng đứt gánh. Đứt gánh luôn. Dạ. Nghe cũng bi đát quá ha. Trái ngoè trái ngoảy không nghe người ta kể chuyện tình yêu mình toát mồ hôi vậy cưng. Tình trường bên đây sao? Em thì quen một người. Một người một? Một người quen lâu, quen 4 năm. 4 năm. Trước đây em là đầu bếp. Em làm ngoài bếp. Em theo ngoài bếp được 8 năm. Thì em cứ đi làm thôi thì
một tuần em được nghỉ một ngày, có những nơi thì một tháng mới được nghỉ một ngày, thành ra em không có thời gian dành nhiều cho bạn gái. Thì bạn gái cứ đi với đồng nghiệp thì em cũng chấp nhận. Ủa, đi chơi với bạn trai hả? Đúng rồi, chơi với bạn trai đồng nghiệp á, trai gái gì đó. Rồi chơi chung rồi tụi nó quen nhau luôn. Rồi, thì xong. Em cũng im luôn chứ. Mà bạn ấy nói cho em biết hay là em phát hiện hay là như thế nào? Tự động thời gian rồi làm mình hiểu ra. Cái tình là không muốn quen nữa. Vậy thôi. Nhưng mà qua điều đó thì em có rút ra được cái gì không? Kinh nghiệm gì không? Thì do em chắc là em bận quá, đi làm quá. Bây giờ là em mới không làm người bếp nữa. Thật ra nó không phải là ở bên nhau bao lâu mà quan trọng mình có thật sự quan tâm nhau hay không. Dạ. Mình quan tâm như một cái hỏi han, chăm sóc, gọi điện, nhắn tin đúng lúc, đúng cái lúc mà người bạn gái mình cần, người bạn trai mình cần. Nó rất là quan trọng. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, bạn trai hơi cao hơn em một xíu, khoảng chừng 1m7, tại vì em lùn quá. Em cao 1m56. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m73. Rồi, quá chuẩn. Dạ, kiểu như là bạn ấy là không được vũ phu chị. Không được vũ phu, không được gia trưởng quá, không tính toán chi li với em quá. Nhưng mà được cái là em cho bạn trai là nhậu. Nhậu nhưng mà biết điểm dừng thôi chị. Đừng có nhậu mà bợm quá. Dạ, em sợ em có biết nhậu không? Dạ, ít chị. Rồi có nhậu chung bạn trai được không? Dạ, cũng được. Tâm sự thật ra chủ yếu là ngồi tâm sự chia sẻ với nhau. Dạ, đúng không? Chị. Chứ thật ra thanh niên đàn ông mà cái gì cũng muốn biết hết trơn. Nó cũng mai mốt lấy mình về nó mới đi tìm hiểu mà còn nguy hiểm mà. Còn bên đây sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là không quá ốm. Mà không cũng cũng không tròn quá, cũng mỉm mỉm thôi. Mỉm mỉm thôi. Với lại bạn nữ bên kia mà biết uống bia thì quá tốt. Bia ra hai đứa ngồi uống và hát hỏi nhau. À, tình cảm. Đúng. Sao thấy quan điểm anh chia sẻ vậy thấy được không em? Dạ cũng được. Cũng được phải không? Hợp gu phải không? Ok. Rồi đâu coi hình ảnh coi có đem hình theo không? Em có đem hình không? Dạ có. Đưa chị coi. 4 cô đó chọn một cô. À cũng chọn. Wow, 3 anh này chọn một anh. Có gợi ý gì không chị? Đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất. Tự tin thấy ớn luôn. Chắc em nghĩ cái anh bên ngoài cũng... Anh đó đẹp trai nhất đó hai em? Dạ, nhìn anh cũng được. Cô này. Tại sao chọn cô đó? Tròn nhất. Tròn nhất đó hả? Rồi, để coi. Mà giờ thí dụ cô đó chịu không? Chịu. Chịu, xúc giận được ế quá, ai cũng chịu hết trơn. Quá rồi chị ơi. Khổ tâm quá. Rồi, bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim này ra xem cái cảm nhận ngày hôm nay của hai đứa mình là có trùng khớp với nhau hay không nha. Đúng không em? Xe bét rồi. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn ha. Chui. Dạ. Em đeo kiến nha chị. Đeo đi em, chứ không đeo kiến lấy gì thấy. Rồi không thấy rồi biết bạn gái mình em sao. Em cũng có quà tặng. Cảm ơn em. Dạ. Hiểu ý nghĩa món quà không? Hồi nãy người ta có giới thiệu đó. Dạ. Trời, mà em cho bánh mì không, em không cho cái gì ăn chung cũng khổ à. Dạ, lát rồi có gì điều thì ra ngoài mua gì thêm. Rồi bây giờ bữa chọn nào? Biết cô ấy là ai trong bốn cô này chưa? Dạ. Sai rồi, bây giờ sai bị phạt nè. Hát câu nghe coi. Thì anh tặng em bài hát Mãi Mãi Bên Nhau. Mãi mãi bên nhau. Yeah. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng, khi con tim rất tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu, lòng này mơ được sánh đôi. Dạ, cảm ơn. Hết rồi hả? Chết luôn á. Rồi bánh mì nè, bánh mì này em thấy có gì đặc biệt không? Em dòm hình thù của nó coi. Trái tim. Phải không? Phải. Phải trái tim không? Hình trái tim. Tôi nhìn ra giống cái mông. Bây giờ gặp nhau rồi, tặng quà rồi. Bây giờ nói nghe cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy nhau như thế nào. Mời em. Bạn gái xinh. Có tròn quá không anh? Anh chưa nhìn kỹ cho nên chưa. Trời ơi, nhìn kỹ đi em. Ký nhìn kỹ đi. Đi hẹn hò mà anh còn chưa nhìn kỹ nữa. Thì chừng nào mới nhìn kỹ? Nếu như mà bạn bè của anh á, con trai nè, bị đê nè, gây nè, lét nè, thì đâu có lý do nào để em ghen. Dạ. Trời ơi, bớt giỡn em. Con bạn em mà con trai bị gây, đê, gây, hay, gây hay mệt tôi ghen luôn à, giỡn à. Tại vì em chơi mấy đó là đi làm chơi,
quen biết. Còn con gái thì cũng được mà. Con gái thì bạn gái anh không thích nên anh không có chơi. Có nghĩa là đó giờ lựa chỉ chơi với bạn trai, không chơi với bạn gái. Đúng rồi. Hoặc là chơi với bạn gái của người bạn trai, chơi chung với nhau. Có nào chơi luôn vợ bạn không? Không. Chắc không? Chắc. Bây giờ Duy Tường sẽ dành cho hai bạn một chút khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng nha. Rồi, bây giờ Duy Tường mời hai em thưởng thức món cá chẽm chiên giòn của nhà hàng Indochine nha. Rất ngon, rất hấp dẫn. Nhưng nhớ vừa ăn vừa tâm sự. Rồi, mời hai em ngon miệng. Em nghĩ là quen bao lâu thì được? Khoảng tầm 3-4 năm được đúng không anh? Lâu như vậy? Chị ơi, chị ơi quen 4 năm rồi kìa. Là quen 4 năm mới cho cưới. Tại vì em thấy quá. Cái tính em nó còn con nít á anh. Từ về là hết nít. Dạ yeah. Với lại em cũng còn hai đứa em á, nên em cũng ngại đợi nó lớn xíu nữa anh. Nếu mà đến á thì em sẽ ở đâu? Em muốn ở ngoài, ở riêng hay là ở nhà của anh hay là bác anh ở rể? Dạ, tại vì bên em, gia đình em là quy định là bốn người chị gái là chỉ có được một người ở rể thôi. Nhưng mà em không muốn là mình sẽ là người đó. Nên nếu được thì em về nhà anh cũng được, nhưng mà ở riêng thì thoải mái chứ anh. Cứ ở nhà một trong hai chú đi. Rồi mình tích góp mình mua chung cư ở. Dạ, anh có đi du lịch xa chỗ không, nào? Anh đi trong nước thôi. Anh chỉ đi bạn gái thôi. Dạ. Không visa hết trơn. Dạ, ý là em chỉ hỏi là anh có đi du lịch không, để kiểu như là em cũng thuộc diện thích đi du lịch đó anh. Thì em đi, anh đi với em. Dạ. Phải nói trước để anh sắp xếp công việc. À, cái công việc của em và cái về gia đình của em á, phụ buôn bán á. Tại vì buôn bán thì em đi buổi sáng, còn anh đi làm em đi buổi tối. Em bận một ngày như vậy. Mà ngày ốp thì em chỉ được rảnh buổi tối thôi, em thấy có được không? Mày anh thấy có vậy không? Mày muốn em có chồng thì sao? Có chồng thì cái đó em... tính sao? Không có gì, có chồng ở nhà chồng đi. Hoặc là ở nhà riêng đi. Chỉ đi tập trung đi làm thôi, rồi lo gia đình của em. Dạ. Em ăn thử miếng đi. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ, anh thấy... Em đoán anh đúng không? Dạ, sai luôn. Sai luôn hả? Dạ. Đẹp trai nhất mà sai trời. Tại vì em thấy cao anh. Em thích người cao á anh. Anh cao nhất, cái mà nói anh cao nhất mà. Cao nhất hả? Vậy anh là người ở bé ngoài đúng không? Đúng rồi, để có giỏ. Vậy là em đoán đúng, anh đoán sai à? Ờ, anh đoán sai. Sao rồi, đồ ăn ngon không? Dạ, đồ ăn ngon. Hẹn hò được gì chưa? Quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm hôn nhân của em á là xác định quen là xác định cưới. Ví dụ mình dự tính là một năm. Ừ. Mình thấy 6 tháng ổn rồi thì cứ cưới luôn đi. Ừ. Đừng có do dự nữa. Ừ. Vì... hồi nãy chị vừa đi ra chị nghe em giới theo em mét là cô này đòi 4 năm hả? À, 4 năm, 4 năm lâu quá. Ừ, lâu quá. Ai đâu mà rảnh mà đợi 4 năm. Ờ, không rảnh. Còn nếu mà căng thẳng nữa thì anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Anh vô nhà anh hỏi thẳng má anh luôn. Ừ, đó, đúng. Nhiều khi không mà con gái người ta có quyền người ta nói em ơi, cứ là nói cho nó có giá thôi. Cái này mới quan trọng nè, theo em nè. Lấy nhau về thì trong hai vợ chồng ai sẽ là người quản lý tài chính? Em nghĩ chắc em. Ừ, em nghĩ sao? Vợ hay chồng? Em không thay em được hết. Em công khai được hết. Ừ. Không có giữ lại cho mình nhiều hết hả? Ví dụ như là em cần tiền xài thêm đi thì chủ nhật á em đi chạy xe phụ chị em kiếm tiền thêm xài. Trời đất, còn tiền nhiêu làm đưa vợ hết. Thường là em bấm toán giữ vậy cha. Thường là em làm, ví dụ em làm hết được 18 đi. Ừ. 18 đó là học em không xài. À. Còn uống ăn chơi không xài. Là đó giờ em cất không để dành không á hả? Vậy chắc để dành cũng nhiều tiền rồi ha. Cũng được. Cũng được. Thôi vậy cũng được rồi, đừng đòi hỏi cao. Ăn thua là ta nói cái sự dẫn dắt khôn khéo của hai vợ chồng. Hôm nay em đi với ai? Có trục chặt là đúng là em phải đi tới đúng giờ. Nhưng mà em đi nửa đường thì cái xe con của công ty bị chết máy. Rồi em cũng không liên lạc được với mẹ luôn. Trời ơi. Em hẹn mẹ rồi là mẹ hứa đi rồi. À. Nói là có cái chị Cát Tường đúng không? Để gặp chị rồi hỏi thăm chị. Rồi cuối cùng cũng trục chặt. Cũng mến mà trục chặt là em đi được luôn. Rồi, tiếc ghê. Còn em, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị gái em ạ. Chị gái, rồi, mời chị gái vô ạ. Chào chị, mình giới thiệu cho bản thân mình trước đi chị tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi. Dạ, em tên là Hoa, em là chị lớn của bé Vi ạ. Chị lớn, rồi sao chị chưa chịu ngồi ở đây? Dạ, tại vì em đang còn học thạc sĩ á chị. Ồ, em còn ham chơi, ham học. Dạ. Mình học ở đâu vậy em?
Dạ em học bên Ý. Ồ, học bên Ý, vậy là đang về đi chơi thôi đúng không? Dạ trốn dịch chị. Thì ở nhà thì em gái mình là một cái người như thế nào? Có điều gì nãy giờ bạn nó chưa có kể với chương trình không? Thực tế thì những gì mà hồi nãy giờ bé Vi nó kể thì chính xác hết đó chị. Dạ. Có một cái nữa là chị sẽ thấy cái cách nói chuyện của bé đó là thậm chí là khi mà bạn trai bên đây hỏi về cái vấn đề mà hẹn hò buổi sáng á, thì con bé nó vẫn ưu tiên cái vấn đề là phụ gia đình nhiều hơn. Thì em cũng có khuyên với lại con bé Vi rất là nhiều lần là mình buông bớt đi. Tại thực tế là hai đứa em nhỏ của em nó cũng lớn rồi, nó có thể phụ cho ba mẹ. Bao nhiêu tuổi với bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ con bé kế Vi là sinh năm 2000 là 21 tuổi rồi chị. Ừ, lớn hết rồi. Dạ con bé Út là 14 tuổi rồi. Tại vì em biết sao không? Nếu mà mình không có cho buông bỏ bớt cho mình một cái dạ, cơ hội rồi. Ví dụ thật sự một người bạn trai ta muốn tới với mình mà chưa cho mình bít đường của ta hết trơn, dạ, nói em không có thời gian em bận phụ, dạ, người ta cũng rồi. Cảm thấy là dạ, một cái chị. Gì đó khó khăn người ta sẽ rút lui. Thật dạ, sự rồi. Bây giờ nhiều sự lựa chọn ngoài đường lắm. Em hiểu ý chị nói không? Mình thay đổi tư duy một chút xíu. Đương nhiên mình phải có hiếu, mình lo cho gia đình mình là ok. Thật sự cái điều băn khoăn nhất hiện nay của em về gia đình là gì? Dạ tại vì em thấy là hai đứa em còn bận học quá, là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, phụ được gia đình mình ngày nào hai bữa đó chị. Tại vì mai mốt em về nhà chồng rồi, lỡ khi là em ở bên chồng em phụ được, không có thời gian phụ cho mẹ em. Nếu mà em không có cái thời gian cho bản thân mình thì làm gì có cái ngày về nhà chồng. Dạ. Còn thật sự báo hiếu cho cha mẹ không phải là một ngày một bữa. Không phải là mình ở với ba mẹ mình mới báo hiếu, mình về nhà chồng là mình không báo. Dạ. Mình nói vậy là sai. Nếu người chồng nào đến với em mà không cho em báo hiếu ba mẹ thì người đó em cũng không nên lấy. Dạ. Chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng. Em nói rất là nhiều á chị mà con bé nó không có nghe. À. Dạ. Chị thấy em sợ là nếu mà em về nhà chồng mà chồng không cho. Trời ơi, sao mà chồng nói câu nghe chơi cho chồng. Bây giờ mà nếu mình lấy được người vợ mà người vợ đó có hiếu thảo với cha mẹ với gia đình rồi cũng lo chăm sóc cho gia đình thì em suy nghĩ như thế nào? Em đồng ý. Đó. Em cũng có hiếu mà. Đúng rồi. Mình tìm người yêu, tìm người bạn đời là cái người hiểu mình, đồng dạ. cảm và chia sẻ với mình mọi thứ trong cuộc sống. Đó mới đúng là một cái tình yêu. Hôm nay quay lại câu chuyện thì bây giờ chị nhận xét bạn trai này như thế nào? Thì hồi nãy giờ em nghe câu chuyện của hai bạn nói thì em cảm thấy hai bạn cũng hợp á, nên cho nhau cơ hội. Bạn này thì cũng có vẻ là một người chân thành. Mình có một lời hứa hẹn gì cho chị ta học ở xa ở nước ngoài về ta không yên tâm? Thì em nói rồi đó, nếu mà chấp nhận hẹn hò thôi thì em tranh thủ giùm anh là từ 3 tháng đi là nhanh nhất, 6 tháng hoặc là chậm nhất là 9 tháng thôi. Đừng có lâu quá. Nhưng mà tình yêu cũng phải cho người ta thời gian chín chắn, dạ. người ta mới dám cưới chứ. Gấp quá thì cũng thôi, nửa năm là quá nhiều rồi. Đâu có, mà thời phải một năm. Nhưng mà chị cũng đồng ý, không phải tìm hiểu nhau lâu là hiểu được nhau đâu. Dạ, tại dạ. thật sự là nó có cái duyên. Với lại con người ta bao nhiêu mình chịu khó tập trung tìm hiểu đã lòi ra hết rồi. Dạ dạ. Quan trọng tìm vợ tìm chồng là tìm cái người có đạo đức. Chỉ cần cảm thấy người đó hợp với mình về mọi thứ là ok, còn tình yêu có thể vun đắp. Rồi, cảm ơn chị nha. Mời chị về để theo dõi tiếp câu chuyện. Bây giờ chơi một chút xíu trò chơi cho nó thư giãn chút nè. Bóc một lá thăm. Hai bạn hãy tưởng tượng đang đi dạo trên bãi biển. Ông đọc chữ không chạy hả ông? Qua đây, đứng qua đây. Đứng lên em gái. Hai bạn tưởng tượng đang nắm tay đi dạo trên bãi biển. Em cầu hôn sao để cho ta từ 4 năm mà ta chịu xuống đi. Tưởng đó. Tượng thì là cục đá nha. Trời ơi, tưởng tượng bắt cục đá. Đây. Rồi anh đứng núp đây. Núp hả? Tôi né. Thì anh với em quen nhau cũng lâu rồi. Anh cũng xin phép má em rồi, má em cũng chịu rồi. Dạ. Bây giờ mình cưới nhau nha. Cũng ngại. Em từ từ suy nghĩ. Tại vì cái quen nhau 6 tháng rồi. Nhưng mà từ cái 6 tháng đó mà đến cái đám cưới á, nó phải mất thêm 4 tháng nữa. Nó để chuẩn bị đó. Dạ. Dạ. Hỏi câu đó là cái trách nhiệm của anh thôi. Trách nhiệm là anh quen bạn gái phải có trách nhiệm thôi. Rồi anh qua nhà đi chơi với em hoặc là xin phép đi chơi với anh thì cũng phải xin phép ba mẹ em cho mới đi, còn không cho thì ở nhà chơi cho nó an toàn lành mạnh. Dạ. Yeah. Anh đang muốn lấy lòng tin của ba mẹ em chứ đó, không mẹ này là chịu rồi. Tự tin ghê. Tự tin dữ vậy. Ừ, thôi mình đang tưởng tượng đi em, mình cho kết thúc câu chuyện. Mẹ, thôi vậy anh mẹ mời ba mẹ rồi. Qua nói chuyện với ba mẹ em mẹ đi. Anh là chịu rồi. Dạ. 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 Rồi về chỗ đi cưng, đưa bạn gái về chỗ đi. Dạ. Yeah. Rồi tới mình đọc lớn lên coi nào. Bạn gái hãy miêu tả bạn nam giống ba con vật nhân vật hoạt hình. Bạn nam phải diễn lại đúng ba đáp án đó. Cúp đầu nhìn anh giống Seiko. Seiko. Seiko trong Doraemon. Có coi cái hoạt hình Doraemon không? Đó, Seiko hô cái mỏ đó. Đó. Ghê quá, mất ấn tượng. Dễ thương. Rồi nhân vật thứ hai.
chó. Tôm vậy thì có con chó nữa hả? Dạ, con chó mà già mà sổ đó, đó làm đi cưng. Gặp người không vậy? Ra tiếng coi. Những gì nghe tiếng giống. Tới đó rồi, anh chị tới đó rồi em. Rồi con gì nữa? À là gấu buôn. Gấu buôn mặt xấu lắm à. Anh ốm quá là gấu buôn. Ờ, ốm thì sao làm gấu buôn được? Này làm chó phóc được, chó bẹt rễ. Kêu anh làm con khỉ đi. Ừ, làm con khỉ đi. Em không thích khỉ. Trời đất ơi, nhỏ này cũng ác nữa. Thôi được rồi, nhiêu đó thôi. Đừng hành hạ anh vậy. Đừng hành hạ anh vậy. Đừng hành hạ anh vậy. Bây giờ quan trọng nè. Giờ đang mắt kiến nhìn thẳng nhau nè, 30 giây. Bây giờ mình nói một câu thật lòng thôi. Mình cảm nhận về cuộc gặp mặt này như thế nào? Tại vì em cũng không có mối tình nào đậm sâu á, nên em cũng chưa có biết cảm giác như thế nào. Anh rất là mong đợi cuộc gặp này. Thật ra ý bạn gái chia sẻ rằng là khi mình chưa có trái tim, mình chưa có tình trường, mình chưa có kinh nghiệm thì mình có thể nhìn nhận mọi việc qua cái lý trí. Nhưng mà nếu mình cảm thấy người này cũng có thể là đầy đủ cái yếu tố để sau này mình có thể tiến tới được, tình yêu thì từ từ nó vun đắp. Ngược lại về chàng trai này cũng vậy, chị cũng chia sẻ cảm ơn em đã yêu quý chương trình. Và ngày nay em ngồi đây chị cũng rất xúc động với những lời em chia sẻ, là em rất là mong chờ cái giây phút này. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. Đầu tiên có 30 phút ở đây làm sao mà mình hiểu được một con người? Chỉ cần có cơ hội thì mình nên nắm bắt. Nhiều người đã ngồi ở đây và đã tiến tới hôn nhân, sanh con đẻ cái, mời chị Tường đi ăn đám cưới. Cho nên cái nút bấm này nó rất quan trọng. Hãy nhắm mắt lại mới nhận được kết quả của nhau. 1 2 3 3 Hết thời gian. Tôi hồi hộp quá à. Hai người làm tôi hồi hộp quá. Qua đây em trai. Thiệt tình luôn á. Thật ra bây giờ bấm nút rồi chị mới chia sẻ, nắm tay lại nè. Bạn gái chị nghĩ là còn nhiều cái suy tư lắm, nhưng mà cô ấy đúng là nhờ cái phân tích của chị cô mới bấm nút đó. Quan trọng là cái tấm lòng mình, cái trái tim mình luôn hướng về nhau. Chị hy vọng rằng hôm nay chỉ là cái sự khởi đầu. Hai bạn sẽ cố gắng chăm chút cho cái cây tình yêu của mình nó đâm hoa kết trái. Rồi, gửi thông tin cá nhân của mình trước nha. Họ tên, tuổi nè, công việc, quê quán. Rồi. Vâng. Họ tên đầy đủ của em là Trần Ngọc Quang. Em sinh ngày 10 tháng 10 năm 1995 ạ. Quê em là xã Thứ Bảy, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ạ. Nghề nghiệp của em hiện tại là em đang là nhân viên kinh doanh ạ. Em ở Hà Nam, em đang làm kinh doanh, em làm công việc gì? Xin lỗi Quang chờ chị chút xíu nha. Anh gì, anh Quang gì ơi, anh Quang Nguyễn Minh Quang ơi, anh tắt cuộc gọi rồi, là rồi, ok. Ở Nam em, Quang ơi, em tiếp tục đi. Dạ vâng, hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh về thiết bị điện chị ạ. Là em làm ở Hà Nam luôn hay sao? Em hiện tại là đang làm ở Hà Nội ạ. À, đang làm Hà Nội, rồi thế thì chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình có vào được không? Dạ nếu chương trình sắp xếp được thì em cũng vẫn có thể vào được chị ạ. Ừ, rồi, báo ok. Báo trước bao lâu thì được em? Dạ. Báo trước cho em bao nhiêu lâu thì được? Báo trước cho em tầm khoảng một tuần gì đó. Ừ. Một tuần, hai tuần. Ừ. Mà em làm ở công ty về thiết bị điện hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi, em nói về bản thân em đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Thì điểm mạnh của em thì nhất là em có quyết đoán trong công việc này. Hai nữa là em cũng tự chủ được ví dụ như là các cái công việc là em, hiện tại là bọn em làm, thứ nhất là em cũng kiểu như là mình có tính tự lập cao. Ừ, tiếp đi em. Vâng. Ngoài ra thì em thì có ví dụ như là có thể là giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng nghiệp này. Điểm yếu của em thì có thể là tại nấu ăn thì em có thể là nấu được các cái món cơ bản. Còn ví dụ như là các cái món khó thì có thể là em sẽ học cách khắc phục này. Ngoài ra thì xin lỗi chương trình thì hôm nay là em giọng giọng em nó không được tốt thì em đang bị cảm cúm mất. Ừ không sao đâu em,
Rồi em nói tiếp đi về cái tình trường của em trước đây thì như thế nào? Thì trước đây em đã từng trải qua hai mối tình, thì mối tình lâu nhất thì được khoảng 2 năm, còn một mối là khoảng 1 năm. Rồi lý do sao em chia tay? Kiểu như là mình tiếp xúc lâu ngày rồi ấy, thì mình thấy đối phương thì cũng có một số các điểm nó không, không phù hợp với mình ấy, không thể gắn bó được lâu ấy, thì bọn em quyết định chia tay. Là bao lâu rồi em không quen ai? Khoảng 3 tháng nay rồi. Mới 3 tháng thôi đó hả? Rồi, Dạ vâng. ok, bây giờ em mong muốn tìm kiếm một cô gái như thế nào để phù hợp với mình nha. Bạn có một tính cách dịu dàng này, cũng biết quan tâm đến mọi người. Thì về độ tuổi thì tầm khoảng 95, 97, 99 á. Rồi tiếp đi em, còn yêu cầu gì nữa không? Về khu vực thì phải ở ngoài Hà Nội hay như thế nào? Về khu vực thì quanh quanh khu vực Hà Nội là Hà Nam. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt nữa về cô gái này không em? Dạ em không ạ. Ừ. Rồi ok, Cho nếu tuổi tác hay sao? Dạ sinh Chín năm bảy từ chín 1997 đến 99. 97 đến 99 là phải nhỏ hơn em từ 2 tuổi à? Dạ Ừ. vâng. Rồi em yêu xa Rồi được không quen? ok. Em yêu xa được không? Xa thì nếu mà ví dụ như là các bạn về quê, ví dụ gần gần bọn em ấy, thì có thể em chấp nhận em yêu xa được. Ừ. Gần gần bọn em mà như đang sống ở Quảng Ninh, Hải Phòng rồi Nam Định này kia được không? Được ạ, được ạ. Ừ. Này, Hà Nội đi cao tốc xuống Hải Phòng mấy hồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ, Ừ. Rồi, ok, cảm ơn Quang nha. vâng ạ. Dạ Ừ, vâng, bye cảm em. ơn chị ạ. Ừ. Rồi, chào anh. Ở đây thì mình cứ chia sẻ cụ thể chi tiết giùm tụi em ha. Ở đây toàn là ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Trước tiên thì mình giới thiệu về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào giùm em ha. Rồi mời anh ạ. Em tên là Phan Thái Nhật Phát. Em sinh năm 1995. Quê em ở Dĩ An, Bình Dương ạ. Giờ em nói về điểm mạnh và điểm yếu. Thì em thì điểm ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện thôi. Còn về điểm yếu thì chắc có lẽ là có một chút gì đó rụt rè trong khi giao tiếp. Dạ vâng. Em đang làm công việc gì vậy Pháp? Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ vâng, em đang kinh doanh shop quần áo và em làm chụp em làm về mảng chụp ảnh về kỷ yếu á. Rồi mình nói về tình trường của mình giùm chị đi Phát. À, mấy mối tình rồi em, rồi quen bao lâu và lý do tại sao lại chia tay? Vâng, giờ em thì em có một mối tình. Em quen khoảng được 12 năm từ thời đi học. Em thì cũng vâng cũng mới chia tay được mấy tháng thôi, mấy tháng này, khoảng 3 4 tháng này. Dạ vâng. Thì nói chung là đó là tình cái một mối tình duy nhất là sâu đậm nhất thôi. Còn những trước giờ thì cũng chưa tìm hiểu ai à. Là em chia tay khoảng bao lâu rồi? Dạ khoảng 4 5 tháng rồi. 4 5 tháng rồi. Rồi xung quanh em không có ai sao mà em tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ vâng, em chỉ muốn em cũng chưa mở lòng được ấy. Em chỉ muốn là em muốn tìm một người đó có thể nào hợp với em hơn nên em mới đăng ký chương trình thử xem mình có may mắn hay không. Vậy thì em muốn một người bạn gái như thế nào thì sẽ phù hợp với em? Em ạ, à, em thì
cũng dễ tính thôi. Em nói chung là chỉ cần quan tâm và nói chung là cả hai thấu hiểu nhau là được. Về ngoại hình thì sao? Ví dụ như là chị phải nhìn ngoại hình là có phù hợp với em như thế nào không? Cao 1m mấy, làm công việc gì, tuổi tác như thế nào? Rồi em cần là bạn gái tóc dài, tóc ngắn cái gì đó thì để chị còn nhận biết được. Dạ thì nếu nếu nói về về ngoại hình á thì em chỉ thích những bạn mà hơi gầy gầy một chút, kiểu mà hơi gầy gầy khoảng cao chừng 1m50 cái hoặc 1m60 thôi cũng được. Nói chung chiều cao cũng không quan trọng, nói chung là thì tóc dài tóc ngắn thì em cũng ok hết. Về nghề nghiệp thì chỉ cần bạn đó chăm chỉ làm việc một chút là được, còn nghề thì cũng không quan trọng ạ. Rồi quê quán của bạn đó thì em có quan trọng không? Em có không thích vùng miền nào không? Dạ em không, thì thật ra em không có phân biệt vùng miền. Nói chung là nếu gần em được thì tốt tốt nhất. Dạ gần em được thì tốt nhất. Nhưng mà cho chị hỏi này, một em vừa chia sẻ là một cái mối tình của em tới 12 năm. Nhưng mà cái lý do nào để bọn em chia tay nhau khi mà một cái mối tình nó rất là dài như vậy mà mới cũng chỉ chia tay cách đây có mấy tháng thôi? Nói chung là chắc là cả hai đều không không tìm được điểm chung với nhau nữa, tại vì có thể là quen quá lâu và cũng không tìm được cái điểm tương đồng với nhau ấy. Nên nói chung là cũng thật sự khó nói, vì cả em cũng đã nói chuyện với bạn ấy và bạn ấy cũng nói rõ với em là cả hai đều không thể tiếp tục được nữa, nên nên mới chọn cách là chia tay. Nhưng mà tụi em đã từng tính đến chuyện là kết hôn chưa? Dạ chúng ta dạ cho em cũng đã tính cái chuyện kết hôn, nhưng mà thì nói chung là thì mình chọn sau này thì nó hơi khó nói, mà như kiểu mà em cảm thấy và bạn ấy cũng cảm thấy là chưa đủ để đi đến kết hôn. Rồi, quen 12 năm mà chưa đủ để đi tới kết hôn đó hả? Dạ em cũng thật sự đó cũng 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 hơi khó hiểu về bạn ấy, mà ấy cũng kêu là chưa đủ thì em cũng biết vậy thôi. Nhưng mà một mối tình 12 năm như vậy mà em mới chỉ chia tay cách đây có mấy tháng thôi thì em đã sẵn sàng để mở lòng cho một cái mối quan hệ khác chưa? Dạ thật sự là em đang đang mở lòng, tại vì mấy tháng qua thì nói chung là em cũng đã hiểu, cũng đã chấp nhận cái điều đó, và em cũng sẵn sàng mở lòng cho một cái mối quan hệ mới và tiếp tục trong cái tương lai của mình đó, chứ không có nhìn về quá khứ nữa. Rồi bạn ấy có người khác chưa? Dạ em nghĩ là có rồi, em cũng lâu cũng không không có liên lạc với. Mà từ lúc chia tay xong là không có giữ liên lạc không gì hết nữa. Hai đứa là bạn học cùng cấp 3 với nhau hay sao? Dạ đúng rồi, em học từ cấp 2 lần. Mà quen từ cấp 2 với nhau. Dạ vâng. Trời ơi. Có bao nhiêu thanh xuân là dồn hết vô trong mối tình này rồi. Cũng có thể nói là vậy, nhưng mà thôi kệ, nói chung là duyên số mà. Rồi em là cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. Là em cũng đang kinh doanh luôn đúng không? Dạ vâng, em đang kinh doanh. Kinh doanh là của em luôn hả? Nãy em nói nhưng mà tại vì chị bị lag cái mạng chị nghe không có rõ. Dạ vâng, đây đây là em mở một số quần áo và một cái là cũng là local brand của em ở Dĩ An mình đó. Dạ, tại quê hơn em luôn. Rất là local của em luôn, brand của em luôn. Dạ. Ok, đang ở Dĩ An luôn đúng không? Dạ vâng. Là bạn gái là quê quán ở đâu cũng được, miễn là đang sống gần gần em là được đúng Dạ. không? Ok. Rồi. Ok, cảm ơn Phát nha. Thì hôm nay nó chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu như mà mình phù hợp với lại tiêu chí của chương trình thì là sẽ liên hệ với em lần hai nha. Dạ, em cảm ơn chương trình nha. Rồi, cảm ơn Phát nhiều. Chào em. Cảm ơn mọi người. Alo. Alo à? Rồi rồi, hello, chào anh Quyền đúng không ạ? Dạ em Quyền đây à? Rồi, chào anh Quyền ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, họ tên, tuổi, rồi hiện tại mình đang làm công việc gì, mình đang sống ở đâu nha? Dạ em là Trần Lương Quyền ạ. Em đây là 33 tuổi ạ, sinh năm 1990 ạ. Em đang ở khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu ạ. À, Bà Rịa Vũng Tàu rồi, Rịa đã
Quyền là đang làm công việc gì ở Bà Rịa Vũng Tàu ha? Dạ em đang đi làm bảo vệ, em làm bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, làm cho bảo vệ dịch vụ Việt Hàn, bảo vệ Việt Hàn. À, mình đang làm bảo vệ cho khu công nghiệp Mỹ Xuân đúng không? Dạ khu công nghiệp Mỹ Xuân Ừ. B1. Dạ. Rồi, thì Quyền là quê ở đâu hay là đó ra là mình ở Vũng Tàu luôn? Dạ em quê gốc là ở Quảng Trị. Ừ. Dạ, em tại vì trước đi làm phóng ba nhiều quá nên già tiếng Nam nói cho người ta hiểu á chị. Nhưng mà gia đình em là vẫn ở ngoài Quảng Trị hả? Dạ gia đình em vô đây hết rồi chứ em đang ở nhà với ba mẹ đấy. Là ở Bà Rịa luôn hay ở ở huyện nào hay là ở thành phố luôn? Dạ em ở trong khu phố 1 phường Hắc Dịch thị xã Phú Mỹ. À, ở Phú Mỹ luôn đúng không? Dạ ở Phú Mỹ luôn ạ. Ừ, rồi. Rồi, Quyền này như là có đăng ký chương trình của anh Quyền Linh đúng không? Dạ đúng rồi em Ừ. nhớ là 3 4 năm trước em đăng ký chương trình rồi mà chờ đợi chương trình gọi điện để lên mà không thấy đâu hết à, tại vì em được Ồ. lần trước em đăng ký em đến phỏng vấn ở đường Nguyễn Tất Thân ở quận tứ rồi À, đã em lên phỏng vấn lần một rồi đúng không? dạ đúng rồi à. Ừ. Em đến phỏng vấn ở chương trình hẹn về chờ điện thoại mà em chờ 3 4 năm nay mà không thể gọi điện lên, em tưởng đó là không được lên thôi chứ giờ em đăng ký Ừ. qua tính luôn nè. Ừ, thế là tưởng 3 4 năm rồi là có vợ rồi chứ. Dạ chưa ạ, chứ em đang còn lẻ loi hơn nửa cuộc đời rồi mà chưa có mối tình nào vắt vãi hết à. Chưa có mối tình nào vắt vai luôn. Dạ chưa có mối tình nào vắt vãi nên em nhờ chương trình của gắn gắn kẹp cho em để tìm được một nửa của đời mình. Ừ, chưa có mối tình nào vắt vai nhưng mà đã từng thích cô nào chưa? Dạ thích thì trước hồi xưa đi học thì thích nhiều nhưng mà bây giờ những người đó có chồng có ấy có con này rồi Ừ, có một nay mà là để lại. được được gọi đi phỏng vấn nên là ăn mặc chỉnh tề tươm tất này đúng không, lên hình đi đúng Dạ không? em nghe thông tin chương trình báo tin là em xin nghỉ bảo vệ nên hôm nay em ở nhà chuẩn bị đấy. Giời ơi, vậy là sẵn sàng để lấy vợ rồi, thế chuẩn bị được cái gì để lấy vợ rồi? Dạ em chuẩn bị được tiền với nhà rồi đất rồi Trời đi ơi, làm vậy bảo vệ. hả? Dạ đi làm bảo vệ dành dùm được một số vốn để cưới vợ đấy ạ. Ôi giời ơi, thế mà lại chưa có cô nào lọt vào mắt xanh nữa à? Dạ, tại vì người ta không thích em thì em thích nhưng mà người ta không thích thôi ạ. Wow. Dạ. Rồi Quyền có hát hò gì được không? Dạ được ạ. Rồi hát tặng các chị một bài nha. Dạ em hát một đoạn trong bài hát là em có hiểu lòng anh để mong một người nào đó hiểu được nỗi lòng của em. Rồi, ok. Dạ. Em xin bắt đầu hát ạ. Hồi đã sân rượu bao nhiêu năm tình anh cũng bấy nhiêu tình muôn thuở đêm vắng sân ga ta quyện lên kêu réo rác hỏi tại sao em có hiểu lòng anh. Em hát câu như đó được không chị hay là hát hết bài luôn Rồi, chị được bài rồi. Thôi, được rồi, cứ chuẩn thôi bị mà cứ năng chuẩn lượng bị để khi năng nào lượng lên để sân khi khấu thì nào hát nguyên bài lên nha. bài nha. Vâng, Anh mẫu bạn gái đi. Rồi, bây giờ ok mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào nè? em tìm người bạn gái chúng là đẹp xấu thì em không quan trọng nhưng mà cái tính tình và cái nết na tốt là được ạ. Và là cái Ừ. sở thích của em tìm người yêu của em là người nào mập cũng được ạ, chứ ổn thì không thích mấy ạ. Người À, thích thích cái vợ nào mập mập à? mạp là được ạ. Dạ. Rồi. Mập mạp là được ạ. Rồi. Quyền là cao 1 mét bao nhiêu? Dạ em cao 1m6 ạ. Ừ. Rồi thần tượng khá bảnh hay sao mà lấy nickname là Quyền khá bảnh vậy? Dạ đúng rồi ạ, em thân tưởng anh khá phải tại vì em người cuộc đời em mà sao mà được nhân khá bận em làm chuyện tốt nhân khá bận về chuyện tốt cho đời nhân khá bận về em thân thường anh khá bận nên em lại biết dẫn của anh Ok, rồi tiếp miêu tả về bạn tiếp đi bạn nữ. Ví dụ như bây giờ bạn gái chẳng may lỡ một lần đò rồi có ok không? dạ Ba mẹ cũng có ok chịu không? Ba mẹ có dạ chịu chị không?
Dạ chịu luôn à, nhưng mà quan trọng là người bạn gái là có chịu em không, cái điều quan trọng là em. Ừ, em có chịu bạn ấy không thôi, bạn ấy tụi chị sẽ lo cái phần là bạn ấy có chịu em không, mà quan trọng là em có chịu người đã từng ly hôn không. Dạ chịu ạ. Nói chung là người từng ly hôn tại vì cái đó là do duyên kiếp mà không đúng người, không đúng địa điểm nên đã đổ vỡ, nên biết đâu đến với em nó đúng người đúng địa điểm này được hạnh phúc về sau mãi mãi sao được à. Ừ, họ mang theo đứa con này được không? Dạ cũng được luôn ạ. Dạ đó. Con chúng là con nào cũng là con mình hay là có người ta con nào cũng là con thôi ạ. À. Ba mẹ chịu luôn hả? Dạ đúng rồi, ba mẹ chịu luôn ạ. Rồi. Dạ, okay. Thì có con người ta rồi sau này mình có con của mình rồi thì càng đóng vui hơn thôi ạ. Ừ, rồi, ok. Rồi quê quán công việc của bạn gái thì sao nè? Dạ là chúng bạn gái này, nếu mà có việc làm thì cũng tốt, không có việc làm thì về đấy rồi em đi làm bảo vệ khu công nghiệp, em biết nhiều công ty rồi xin cho vợ vào làm công ty cũng được à. Rồi cứ có công việc là được đúng không? Dạ không có công việc cũng được thì cưới nhau về rồi thì tính toán công việc làm ăn kỹ càng hơn. Ở gia đình em thì ba mẹ làm công việc gì? Dạ, ba em thì giờ ở nhà là mở dịch vụ giữ xe, đám tiệc, ai kêu trực bán giữ xe thì đi giữ xe, đám tiệc rồi vậy, đám cưới, sinh nhật rồi dịch vụ giữ xe. Còn em là làm tay phải là làm bảo vệ của công nghiệp, còn tay trái của em là đi giới thiệu đất đai làm bên bất động sản. À, môi giới đất đai nữa đúng không? Dạ đúng rồi, môi giới đất đai. Vậy là cũng lanh lẹ chứ đúng không? Vậy mà đi môi giới đất đai mà không gặp được cô nào để tán tỉnh hả? Không có được cô nào khó thì em càng hạnh phúc càng sung sướng thôi. Chứ em phải cắm sự nhờ chương trình cố gắng gắn kẹt cho em được một người nào đó để đi để hết cuộc đời mình. Rồi ok. Ok Quyền nha, rồi cứ sẵn sàng tinh thần, giấy tờ đầy đủ, chuẩn bị tinh thần lên chương trình nha. Nếu có gì dạ, là chương trình sẽ liên hệ với em để báo về thời gian khi mà có bạn gái phù hợp nhá. Dạ, để em trong chương trình lên này em được lấy chương trình sớm, em mà được lấy chương trình là bạn bè và anh chị em trên cả nước Việt Nam đều theo dõi truyền hình này, mời truyền hình để xem. Ok rồi, cảm ơn.